Xin chào tất cả mọi người. Ok, trong video hôm nay thì là ngày cuối tuần, không có quá nhiều thông tin về quốc tế và giá trị của Bitcoin thì cũng chưa có cái sự dao động mạnh. Tuy nhiên là hôm nay thì mình sẽ review và cung cấp cho các bạn một cái thông tin mà mình nghĩ là rất là nhân văn, cái mục đích rất là nhân văn và ý tưởng của họ rất là hay về cái vấn đề năng lượng xanh, ứng dụng công nghệ blockchain và cái việc gọi vốn cho những cái công ty, những cái dự án áp dụng năng lượng xanh để mà có thể bảo vệ môi trường. Thì những cái bạn nào mà quan tâm đến cái lĩnh vực năng lượng xanh thì các bạn nên xem đến hết video được không ạ? Ok, thế thì với những cái bạn mới thì các bạn là sau khi đăng ký kênh YouTube của mình thì các bạn hãy nhớ ấn hình quả chuông ở bên cạnh để khi nào mình làm những cái video thì các bạn sẽ là những cái người đầu tiên được nhận thông tin và được update một cách sớm nhất. Ngoài ra thì các bạn đừng quên là follow hai cái kênh Telegram mình để dưới phần liên hệ của mỗi video. Thì cái kênh Trading FOMO vẫn là cái kênh mà mình thường xuyên update những cái tín hiệu trade, những cái coin sàn và những cái phân tích Bitcoin. Các bạn nên follow cái kênh này. Và cái kênh thứ hai là kênh Cryptocurrency News, nơi mình update những cái thông tin chung của thị trường, đã có hơn 3.000 thành viên và sắp tới thì mình sẽ đẩy mạnh thông tin lên trên cả hai kênh này. Với những cái bạn mà cần có nhu cầu hoặc là mới vào thị trường, các bạn cần có một người hướng dẫn, cần có một người trợ giúp trong cái vấn đề kiếm được lợi nhuận thì các bạn có thể tham khảo cái kênh Private Trading FOMO. Thì đây là một cái kênh có tính phí, tuy nhiên là cái thông tin các bạn nhận được sẽ nhanh hơn, sẽ nhiều hơn, chất lượng hơn và sẽ có admin hỗ trợ cho các bạn trong cái trường hợp mà các bạn gặp vấn đề gì trong cái quá trình giao dịch. Thì nếu như các bạn cảm thấy phù hợp thì các bạn có thể tham gia. Link đăng ký thì mình để ở dưới mỗi video, các bạn có thể đọc qua và tham khảo, đúng không ạ? Quay trở lại với cái chủ đề của video ngày hôm nay thì cái dự án hôm nay mình muốn chia sẻ thông tin cho các bạn ấy, thì có tên là dự án SIS. Đây thì SIS trong tiếng Anh có nghĩa là hạt giống. Và cái dự án này nó là một cái dự án về bảo vệ môi trường, về đầu tư vào những cái công ty, những cái dự án về năng lượng xanh, năng lượng sạch. Và họ mong muốn ấy, là có thể là giúp các nhà đầu tư nhỏ hoặc là vừa, hoặc là những nhà đầu tư độc lập có thể sử dụng cái nền tảng của họ để đầu tư vào những cái dự án năng lượng xanh. Thế thì cái việc mà phát triển những về cái ngành năng lượng xanh ấy, trong tương lai chắc chắn sẽ là một cái ngành mà sẽ đi lên, khi mà chúng ta đều biết là hiện tại chúng ta đang gặp rất là nhiều vấn đề về môi trường cũng như là tài nguyên thì đang cạn kiệt và họ sẽ cần phải có những cái phương án tái tạo năng lượng và tạo ra những cái dự án làm sao cho có thể giảm thiểu được cái sự ảnh hưởng xấu tới môi trường. Thế nên đây là một cái dự án có cái tầm nhìn khá xa và nó sẽ dành cho những cái nhà đầu tư có cùng tầm nhìn với họ. Đây không phải là một cái dự án mà các bạn mong đợi là có thể mua và bán kiếm được lợi nhuận ngay trên sàn, nó sẽ là một cái dự án có cái tầm nhìn rất là dài và dành cho những nhà đầu tư thực sự là dài hạn. Và mình sẽ cố gắng là chia sẻ cho các bạn những cái thông tin cơ bản nhất về cái dự án này. Thì nếu như các bạn cảm thấy hay hoặc là hứng thú thì các bạn nên tham khảo thêm trong white paper cũng như là truy cập vào cái trang web của họ. Thế thì cái mục tiêu mà họ đưa ra ấy thì các bạn có thể thấy là hiện tại là cái công ty của họ, mình muốn chia sẻ một chút về công ty của họ. Thì cái từ SIS là viết tắt của Sino Eco Energy Development. Thì ở đây là một công ty có trụ sở tại Singapore, tuy nhiên là hai nhà đồng sáng lập của công ty thì một là người Hàn Quốc và hai thì là người Trung Quốc, có nghĩa là hai nhà sáng lập là đến từ hai quốc gia khác nhau. Tuy nhiên là hai cái quốc gia này thì họ vẫn chưa mở cửa cho việc ICO, thế nên là cái trụ sở công ty thì đặt tại Singapore. Và cái công ty và tập đoàn SIS thì tập trung vào phát triển những cái dự án về tái tạo năng lượng, như là sử dụng năng lượng mặt trời, sử dụng năng lượng gió hoặc là năng lượng thủy điện. Và những cái dự án này trước đây thì đòi hỏi cái số vốn rất là lớn và thường được trợ cấp bởi chính phủ hoặc là các doanh nghiệp, tập đoàn, các ngân hàng lớn, và lợi nhuận thì họ cũng chia sẻ cho họ. Tuy nhiên là cái dự án SIS Foundation này họ muốn hướng tới là những cái cá nhân độc lập cũng có thể đầu tư vào những cái dự án này, và giúp cho những cái dự án này được dễ dàng cũng như là nhanh chóng thành công hơn để áp dụng được cái công nghệ của họ làm cho tái tạo năng lượng, và qua đó thì giúp cho môi trường sẽ được cải thiện hơn và các nhà đầu tư thì có thể kiếm được lợi nhuận qua cái việc là đầu tư vào những cái dự án về năng lượng. Thì đó là cái ý tưởng của cái dự án, và cái dự án này thì sẽ khá là dễ để chúng ta có thể hình dung. Và trước khi đến với chia sẻ chi tiết thì mình sẽ cập nhật một chút những cái thông tin về cái vấn đề tình hình gọi vốn. Thì hiện tại họ đang mở một cái pre-sale thứ nhất, pre-sale thứ hai. Pre-sale thứ nhất họ đã gọi vốn được 4.800 Ethereum, gọi vốn khá thành công. Và pre-sale thứ hai họ đang trong quá trình gọi 9.600 Ethereum. Thì theo mình tìm hiểu ấy, thì cái dự án SIS này là bởi vì họ có cái nhà đồng sáng lập cũng như là những cái partner
của dự án đến khá nhiều từ Hàn Quốc, thế nên là họ chạy khá là tích cực những cái sự kiện của họ tại cái quốc gia này. Và đối với những cái nhà đầu tư Hàn Quốc theo cái hiểu biết của mình thì họ thường thích tham dự những cái buổi offline và họ đầu tư vào những cái dự án mà họ có thể nói chuyện được với CEO, chứ họ không thích đầu tư qua cái hình thức tham khảo thông tin online. Như Việt Nam chúng ta thì có thể là cái hình thức online là sẽ dễ tiếp cận hơn. Còn đối với cái thị trường Hàn Quốc thì họ có một cái đặc thù là họ thích offline và họ thích được nghe chính CEO của dự án chia sẻ về về cái dự án của họ. Thế nên là theo mình tìm hiểu thì cái dự án SIS này mặc dù là họ không chạy marketing quá mạnh ở trên mà internet, hiện tại thì họ vẫn chưa đẩy mạnh cái marketing này. Tuy nhiên là họ marketing khá mạnh ở những cái sự kiện offline diễn ra tại Hàn Quốc, thì lát nữa mình sẽ chia sẻ cho các bạn những cái sự kiện nào mà họ đã tham gia. Thì một số những cái thông tin mà các bạn cần nắm được khi mà các bạn khi mà các bạn tìm hiểu về cái dự án này ấy, thì rất là đơn giản. Ví dụ như là trong thời gian tới thì họ sẽ có rất là nhiều dự án, hiện tại họ đang chạy những cái dự án này rồi, và các nhà đầu tư thì sẽ sử dụng một cái ứng dụng của cái nền tảng này và xem xét những cái thông tin của cái dự án. Thì các bạn có thể thấy ở đây là ví dụ như là một cái dự án SIS Bio Power Plant Energy, thì các bạn có thể truy cập vào cái ứng dụng. Tuy nhiên là hiện tại ứng dụng họ vẫn đang xây dựng và đây là những cái thông tin mà họ cho các bạn tham khảo thôi. Thì các bạn sẽ thu thập được những cái thông tin về những cái dự án này, mục đích ở đâu, ai là người xây dựng, ai là chủ thầu, số tiền vốn của dự án là bao nhiêu, cùng nhiều những cái thông tin chi tiết khác, và các bạn sẽ được lựa chọn là các bạn cảm thấy dự án nào tiềm năng để các bạn đầu tư. Cùng với đó là sẽ có những lãi suất cho những cái dự án, ví dụ như cái dự án này thì có lãi suất là 10,42% trên một năm, và số SIS được phát hành sẽ là 96 triệu SIS chẳng hạn. Đó thì qua đó thì các nhà đầu tư có thể lựa chọn rất là nhiều dự án khác nhau để có thể đưa ra được cái quyết định đầu tư. Thì cái thông tin của một cái dự án thì nó có thể là nó sẽ trình bày như sau. Ở trong white paper của họ thì họ cũng đã cho chúng ta biết về cái thông tin này. Đây, ví dụ như là một cái dự án là Solar Power Energy Farm diễn ra được thành lập tại Africa, là Nam Phi. Và trong một cái bản báo cáo ở trên ứng dụng thì sẽ có tất cả những cái thông tin liên quan tới cái dự án này, từ cái việc giấy phép xin đến đâu, nhà thầu là ai, tổng số vốn cần là bao nhiêu, số tiền đã kêu gọi được là bao nhiêu, đơn vị thiết kế là ai, cùng rất là nhiều thông tin khác. Ngoài ra có những cái thông tin về những cái người đầu tư qua cái SIS Foundation, là cái số SIS mà các bạn có thể đầu tư, cũng như là cái thời gian có các bạn có thể đầu tư vào cái dự án này là khi nào, cái thời gian mà các bạn được hoàn trả lại vốn, các bạn có thể rút vốn là bao giờ. Ví dụ như trong cái dự án này là sau 16 tháng khi mà các bạn đầu tư, và cái thời gian mà các bạn được toàn quyền, tức là sau 16 tháng là các bạn có quyền được rút vốn, đúng không ạ? Và sau 6 năm nếu như các bạn cảm thấy dự án họ phát triển đúng roadmap, các bạn không cần rút vốn, các bạn cứ để vốn đó và các bạn nhận lợi nhuận, thì sau 6 năm thì các bạn sẽ được hoàn trả lại cái số vốn ban đầu, và với cái lãi suất của cái dự án này ví dụ là 8,4%. Và khi mà các bạn đã được hoàn trả số vốn ấy, thì các bạn sẽ vẫn nhận được Zira token, là một cái đồng token thưởng của cái dự án này, nó có giá trị quy đổi trên sàn giao dịch, và các bạn sẽ nhận được cái số phần trăm 8,4% trong 15 năm kể từ khi cái dự án này hoàn thành. Đó, thì đấy là cái quy trình mà cái dự án này họ sẽ trả lợi nhuận cho các nhà đầu tư. Thì đây là một cái dự án đầu tư về lâu dài như mình đã chia sẻ ở đầu video, và nó không phải là một cái dự án đầu cơ, thì các bạn nên lưu ý cái điều đó. Và những cái nhà đầu tư mà ví dụ như là đầu tư vào ngày 2 tháng 4 năm 2019, thì sau 16 tháng sẽ có một cái hợp đồng thông minh là sau 16 tháng thì cái nhà đầu tư đó họ có quyền rút cái số SIS mà họ đã đầu tư vào trong cái thời gian ban đầu, và họ nhận lãi suất theo cái số tháng mà họ đã gửi cho cái dự án này. Thì hiểu đơn giản chỉ là như vậy thôi. Đó, thì đấy là cái quy trình và cái cách mà các nhà đầu tư họ sẽ lựa chọn những cái dự án mà họ sẽ đầu tư và nhận lợi nhuận là như vậy. Thì có rất là nhiều những cái dự án khác nhau với những cái lợi nhuận khác nhau cho các nhà đầu tư có thể lựa chọn. Ngoài ra thì cái mô tức là cái quy trình ấy, thì như mình vừa mới chia sẻ, họ cũng đã có ở trong cái website. Thì quy trình thứ nhất là check farm information, thì họ gọi những cái dự án của họ, những cái dự án năng lượng xanh là farms, và các nhà đầu tư họ sẽ kiểm tra thông tin của những cái dự án đó ở trên một cái ứng dụng riêng của họ, và sau đó thì họ sẽ mua cái đồng SIS token và họ chuyển và họ đầu tư vào cái dự án này.
Và tiếp theo thì họ sẽ nhận được cái Zero Token là cái bonus, là cái reward, cái phần thưởng, cái lãi suất của họ. Và họ sẽ có thể bán Zero Token trên sàn giao dịch riêng của cái dự án SIS Foundation này. Và cuối cùng là họ sẽ có thể chuyển cái số token này ra ra tiền mặt. Đó thì đấy là một cái quy trình mà mình nghĩ là cũng khá là dễ hiểu. Ngoài ra, ngoài cái việc mà dùng cái đồng SIS token để mà góp vốn, để mà có thể kiếm được lợi nhuận qua những cái dự án đầu tư năng lượng xanh, thì cái ứng dụng của họ còn có một cái công dụng khá là hay. Và cái protocol, cái giao thức mà họ sử dụng cho cái đồng token và cái nền tảng blockchain của họ, nên họ gọi là POC, thì nó khác so với cái giao thức PoW. PoW là cái giao thức mà như các bạn đã biết là chúng ta sẽ đào coin để mà có thể có được cái đồng coin đó. Và trong cái việc đào coin thì nó sản sinh ra, tức là nó tiêu hao rất là nhiều năng lượng. Và điều này thì nó không thân thiện với môi trường. Và đúng với nghĩa một cái dự án thân thiện với môi trường, cung cấp những cái giải pháp gọi vốn cho những cái dự án xanh ấy, thì họ sử dụng một cái giao thức gọi là POC. Thì với cái giao thức này, các nhà đầu tư, hoặc là không phải các nhà đầu tư mà các người dùng và những cái người mà quan tâm đến cái dự án này ấy, họ có thể nhận được SIS token bằng cái cách là làm những cái nhiệm vụ trên cái ứng dụng của SIS Foundation app. Và những cái ứng dụng này ấy, thì nó sẽ tập trung vào cái việc là giảm khí thải và tăng cường sức khỏe cũng như là cho những cái user. Thì mình sẽ lấy ví dụ như là các bạn là thay vì các bạn đi xe ô tô hoặc là đi xe máy trong một cái đoạn đường dài, thì các bạn có thể là chạy hoặc là đạp xe đạp trên cái đoạn đường đó, và cái ứng dụng của SIS sẽ thu thập những cái thông tin là các bạn đã chạy bao nhiêu hoặc là đạp xe đạp trong cái quãng đường bao nhiêu, và qua đó thì quy đổi ra cái Zero Token để mà có thể thưởng cho các bạn, thưởng về cái hành động các bạn đã bảo vệ môi trường. Thì đó là cái ý tưởng của họ. Mình không chắc là họ thực hiện như thế nào, tuy nhiên là cái ý tưởng này mình nghĩ là khá là hay, và nó cũng mang cái tính nhân văn rất là cao, nó khuyến khích chúng ta bảo vệ môi trường hơn. Thì nếu như trong tương lai xa mà cái dự án này họ thành công ấy, và cái số lượng user sử dụng cái ứng dụng này lớn, thì mình nghĩ nó cũng là một cái cách để mà có thể nhắc nhở chúng ta về cái việc là môi trường của chúng ta đang cần được bảo vệ. Thì mình nghĩ là cái tính năng này của cái ứng dụng này nó mang cái tính nhân văn rất là cao, và vì thế mình khá là thích cái ứng dụng này. Ngoài ra thì các bạn cần phải quan tâm tới một số những cái thông tin, ví dụ như là activity, như mình đã chia sẻ với các bạn là họ tham gia rất là tích cực những cái buổi offline tại Hàn Quốc, thì các bạn có thể tham khảo những cái thông tin cũng như là những cái videos ở trên cái trang web của họ nếu như các bạn quan tâm. Hàn Quốc là một cái nơi mà khá là đặc thù, các nhà đầu tư họ khá là thích tham dự những cái buổi offline, thì nên là họ rất là tích cực chạy những cái buổi offline đó tại Hàn Quốc. Ngoài ra thì những cái thông tin liên quan tới vấn đề token thì họ sẽ có tổng cộng là 12 tỷ token, và sẽ bán ra trong cái đợt resale là chỉ 1,8 tỷ token mà thôi. Và cái phân bổ token thì sẽ như ở trên màn hình, các bạn có thể thấy là folder sẽ chỉ có 960 triệu, và một số token khá lớn là dành cho cái việc là tạo ra một cái quỹ reserve là 4,8 tỷ token. Và trong cái hệ sinh thái của họ thì sẽ có hai đồng token, đó chính là SIS token và Zero token. SIS token là một cái đồng token phục vụ cho những cái mục đích trao đổi trong cái blockchain của cái nền tảng này, và Zero token là dùng để thưởng cho những cái nhà đầu tư. Thì họ có hai cái đồng token trong cái nền tảng của họ. Và đây là những cái video về cái dự án của họ. Họ đã tham gia những cái buổi offline như mình đã chia sẻ. Họ có những cái video giới thiệu, thì các bạn nào quan tâm có thể vào để mà xem qua. Đó, ngoài ra thì họ có, đây là gọi là SIS Project Structure, có nghĩa là cái cấu trúc và những cái gọi là những cái phòng ban, những cái phòng ban của cái dự án này. Thì đầu tiên là SIS Group, thì đây là cái công ty sẽ đi tìm và quyết định là đầu tư cái dự án năng lượng nào. Cái SVF là viết tắt của SIS Vault Foundation, là cái quỹ này thì sẽ kêu gọi vốn từ các nhà đầu tư lớn, từ những cái ngân hàng, từ chính phủ và từ những cái nhà đầu tư độc lập như chúng ta, và sau đó sẽ đầu tư vào những cái dự án mà SIS Group đã và quyết định là họ sẽ đầu tư. STM là Sitting Trading Market, là cái nơi mà các nhà đầu tư có thể vào đây để mua cái đồng SIS cũng như là bán cái đồng Zero Token để mà có thể chuyển đổi ra tiền mặt, chuyển đổi ra Bitcoin. Và Planter F là cái ứng dụng mà như mình đã chia sẻ với các bạn, là giúp cho các nhà đầu tư, thứ nhất là theo dõi được cái tiến trình của cái dự án, tham khảo thông tin của cái dự án,
cũng như là có một cái tính năng rất là nhân văn là thưởng Jira token cho những cái người mà thực hiện những cái nhiệm vụ bảo vệ môi trường. Thì đó là bốn cái tính năng chính của cái dự án này. Và đây chính là cái ecosystem của họ, thì mình đã giải thích qua cho các bạn rồi, cũng không có gì quá khó hiểu. Đó. Đó là những cái thông tin mà cơ bản nhất về cái dự án này. Các bạn mà cần thêm thông tin thì các bạn có thể truy cập vào cái white paper. Thì mình nghĩ là cái lượng thông tin mà mình đã chia sẻ cho các bạn là khá là cơ bản và khá đủ để các bạn có thể hiểu cái dự án này là như thế nào. Dự án này thì hoạt động trên rất là nhiều lĩnh vực khác nhau, ví dụ như là năng lượng mặt trời, ví dụ như là năng lượng gió hoặc là tái tạo rác thải. Đó, thì đó là những cái lĩnh vực mà họ sẽ hoạt động và họ sẽ tìm kiếm trong tương lai. Roadmap của dự án thì mình chưa đánh giá quá cao khi mà hiện tại chúng ta đang ở cái roadmap tháng 7 năm 2018. Thì đợi trong cái roadmap này hiện tại chúng ta đang cái SIS token và cái Jira token này đang trong cái quá trình là sẽ quyết định là được list lên sàn, sẽ được thông báo sau. Cái dự án, cái app cũng đang trong quá trình xây dựng. Và ngoài ra thì cái roadmap của họ mới chỉ đến tháng 11 năm 2018 mà thôi. Thế nên là mình thích bản thân mình thì mình thích một cái roadmap nó dài hơi hơn, và có lẽ là đây là cái dự án nó sẽ update roadmap theo từng năm, thì không phải là dự án đầu tiên mà thực hiện cái điều này. Kể cả những cái đồng coin, những cái nền tảng nổi tiếng như là Verse thì họ cũng làm cái điều này, tức là hàng năm họ mới đưa ra roadmap, chứ họ không đưa ra roadmap cho từ năm cho đến 10 năm. Thì đó là tùy tùy những cái dự án mà thôi. Thì đây là một trong những cái dự án mà họ sẽ lên roadmap cho từng năm, và bản thân mình thì mình thích những cái dự án mà có cái roadmap nó dài hơi và nó chi tiết hơn, thì mình đánh giá cái roadmap của họ là chưa chi tiết lắm. Ngoài ra về đội ngũ phát triển thì họ có tới 49 thành viên tham gia vào cái dự án này, và đứng đầu như mình đã chia sẻ với các bạn là hai co-founder, một co-founder đến từ Trung Quốc và một co-founder đến từ Hàn Quốc. Thì hai co-founder của họ thì họ cũng là những cái người mà khá là nổi bật và họ có kinh nghiệm lãnh đạo trong những cái công ty và những cái tập đoàn, họ có kinh nghiệm trong trong vấn đề phát triển những cái dự án về năng lượng về xanh và tái tạo năng lượng. Đó thì sẽ hai cái co-founder này đều có background về 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 cái việc điều hành cái dự án về năng lượng xanh. Ngoài ra thì họ trong ban thành trong trong thành viên điều hành có những cái nhà hành pháp sẽ như là Jin Yong Lee thì sẽ phụ trách về cái mảng luật pháp, và rất là nhiều những cái thành viên khác phụ trách về cái mảng IT, về mảng công nghệ, về mảng xây dựng app, và họ có cái đội ngũ khá là hùng hậu, và đội ngũ của họ thì còn khá là trẻ. Thế nên là họ sẽ có một cái ưu điểm là đội ngũ này có cái tính học hỏi và cái kiến thức sẽ rất là update, tuy nhiên là họ sẽ thiếu về về kinh nghiệm đó. Ngoài ra thì advisory của họ thì đánh đổi lại, advisory của họ là những cái người mà đều có địa vị và có tiềm lực khi mà họ là đứng đầu những cái công ty về cái ngành năng lượng và những cái công ty về xây dựng của Trung Quốc và Hàn Quốc. Thì các bạn có thể tham khảo những cái thông tin của advisors ở trên cái trang web chính của họ. Và có một cái điểm khuyết nữa là họ thì không cho chúng ta biết những cái LinkedIn của những cái thành viên này hoặc là những cái trang cá nhân của những cái thành viên này. Mình nghĩ là nếu mà có điều này thì nó sẽ tốt hơn cho các nhà đầu tư họ tham khảo, thì nó sẽ dễ dàng hơn. Ngoài ra thì dự án có những partner rất lớn đến từ những cái công ty xây dựng, những đến từ những công ty thiết kế, đến từ những công ty về năng lượng và những đến từ những công ty về tái tạo năng lượng của Hàn Quốc và Trung Quốc. Đó, thì các bạn có thể tham khảo danh sách những cái công ty đó ở đây. Họ có một cái đội ngũ partner rất là hùng hậu hỗ trợ họ đằng sau, bởi vì cái ngành năng lượng xanh là cái ngành mà nó sẽ cần cái số lượng số vốn rất là lớn để mà có thể thực hiện được. Thế nên là nếu như không có những cái partner và nếu như không có những cái quỹ lớn họ chống lưng thì nó sẽ khó có thể thực hiện được và khó có thể vận hành được trong tương lai. Và đây là những cái tờ báo chí trên thế giới đã nhắc tới cái dự án của họ. Ngoài ra thì Việt Nam cũng có cái tờ báo này thì mình lần đầu mình nghe thấy, tuy nhiên là Việt Nam cũng đã đưa tin về cái dự án này. Và đấy là tất cả những cái thông tin mà mình muốn chia sẻ với các bạn về một cái dự án có tên là SIS Foundation. Thì đây là một cái dự án mình nghĩ là có cái tính nhân văn khá cao và có cái mục đích đầu tư dài hạn và phù hợp cho những cái người mà quan tâm đến cái vấn đề bảo vệ môi trường, phù hợp với những cái người mà có cái số vốn mà họ muốn đầu tư trong dài hạn, chứ nó không phải là một cái là một cái dự án đầu tư trong ngắn hạn đó. Vậy thì cái ưu nhược điểm của dự án này là như thế nào, mình sẽ có thể đúc kết lại như sau. Cái điểm mạnh của dự án thứ nhất ấy, là mình thích cái ý tưởng này, mình cái ý tưởng này là cái ý tưởng rất là hay và nó sẽ có cái tính nhân văn rất là cao.
À, một cái điều nữa là họ có một cái đội ngũ team của họ thì hai cái core folder background rất là tốt và cái đội ngũ khá là đầy đủ, mỗi người phụ trách một mảng riêng. Họ có những cái partner là những cái tập đoàn lớn có thể hỗ trợ họ, và họ có chia sẻ là các private sale họ bán rất là nhanh, bán 4.800 ETH chỉ trong có một thời gian ngắn mà thôi. Thì và có một cái đợi, và có một cái ưu điểm nữa, đó chính là cái ứng dụng của cái dự án nó ngoài mang cái tính là theo dõi cái số vốn của nhà đầu tư, mà nó còn làm cho những cái user theo ý tưởng của họ là sẽ thực hiện những hành động bảo vệ môi trường để mà nhận được cái phần thưởng. Thì mình rất là thích ý tưởng này. Ngoài ra thì mình cũng có một nhìn thấy một một số những cái điểm mà dự án này nó chưa hoàn hảo. Thứ nhất là họ marketing chưa được tốt lắm. Mình không chắc là cái ở ở những cái trang báo Hàn Quốc họ có marketing mạnh không. Thường thường là những cái nhà đầu tư Hàn Quốc họ thích offline hơn, và ở trên những cái trang báo nước ngoài và những cái trang báo tiếng Anh thì cái thông tin về cái dự án này là chưa nhiều, chưa xuất hiện nhiều. Thứ hai là cái roadmap của họ thì mình chưa thích lắm, mình thấy roadmap này nó khá ngắn và họ sẽ cần phải update roadmap trong thời gian tới để cho các nhà đầu tư biết là cái phương hướng năm 2019 họ sẽ thực hiện những cái công đoạn và những cái dự án, cái dự định của họ như thế nào. Thì đó là những cái thông tin mà mình nghĩ là sẽ giúp ích cho các bạn để mà có thể hiểu về cái dự án này hơn. Các bạn nếu mà có thể, nếu mà quan tâm đến cái dự án này thì các bạn nên xem qua white paper cũng như là truy cập vào trang web của họ. Thì cái dự án, cái video chỉ mang mục đích là cung cấp cho các bạn những cái thông tin về cái dự án này mà thôi, và không được xem là mục đích đầu tư. Nếu như các bạn cảm thấy phù hợp thì các bạn nên tham khảo kỹ những cái nguồn khác nữa, được không ạ? Ok, cảm ơn các bạn đã nghe, và sắp tới thì mình sẽ còn rất là nhiều những cái video review về những cái dự án mà mình cho là ý tưởng của họ rất là hay, cũng như là những cái phân tích của mình về thị trường Bitcoin, phân tích về altcoin. Các bạn mà còn cần review những cái dự án nào, các bạn comment cho mình biết, hoặc là các bạn gửi email cho mình thì mình sẽ thu xếp thời gian, dần dần mình sẽ review hết cho các bạn để giúp cho các bạn có được cái kiến thức tốt hơn trong cái thị trường này. Cảm ơn các bạn đã nghe, và xin hẹn gặp lại các bạn ở những cái video sau. Xin chào.